Đại bà Thanh Tính chào anh em nha, cô chú bác anh chị. Hôm nay dắt chiều nay mình lên nuôi bò, từ nay về sau mình lên nha, mình quay cho anh chị coi. Tính nó mất đi học rồi, không có nhà, có gì thì alo gọi như mình nha, tại vì mới quay cũng hơi lộng cộng. Đây là con kem trắng, kem đầu trụi nha, đầu trụi mà nó đầu bằng. Bò này tầm 7 tháng mấy, bự bò, cắt sữa rồi, ăn rất là giỏi. Ở đây tạt lỗi thì mình bao, bú khớp, hầm gúng là mình bao hết, ăn uống luôn. Chung ở đây là chỉ cỏ với gươm thôi, chứ mà mình dặm thức ăn viên thì chút đỉnh. Đây là đít nữa. Dai thì dai đôi ha. Hà B này cũng vậy, cũng phải vào tầm 7 tháng cắt sữa rồi nha nè. Hà B này cũng dai đôi, đít đôi, chân thẳng, đít thẳng. Cổ ngay ha, con nào cũng dằn cổ ngay hết. Hà B này giá 19 triệu nha anh em. Còn con kem này giá 21,5 triệu. Địa chỉ của mình là ấp Tư, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tiếp. Rồi bữa nay về không có kịp ha, ngày mai mới có về nữa anh em. Hôm nay bắt rồi mà giờ không có kịp, rồi sáng mai mới có bắt được. Đây là con kem vàng ha. Kem vàng này cũng cổ ngay, cũng tầm 7 tháng mấy bò hết rồi, cứng ăn cứng hết rồi ha. Ăn uống là mình bao ở đây, bú khớp, tạt lõi là mình bao hết ha. Nó cũng tầm dai đôi, đít nó cũng đẹp. Mới quay còn hơi lộng cộng, không gành nha nè. Dai đôi, đít đôi hết ha. Ở đây mình lựa, mắt mình lựa lắm. Lựa sao mà bán sao này ra rồi, rồi bà con cô bác nuôi ra rồi nặng mình quay lại mua của mình nữa. Con này cũng 21,5 triệu ha anh em. Kem vàng cũng 7 tháng ngoài nha, nó đang gớt vàng lông luôn rồi. Con này cũng đang gớt lông ha, nó gớt nó sẽ la ra lông nhuyễn lại thôi. Dòng mỏ đẹp ha, mỏ bự, cổ ngay luôn. Ở đây là mình không có bắt cổ dài nữa ha, lựa cổ cục cục không. Đây là con baby kem. Baby kem giá 20,5 triệu nha, cũng dàn cổ ngay, ăn nè. Chắc giờ cỏ cùng không nè, sáng giờ không có đi cắt cỏ được nè, ổng không có nhà, ổng đi mua bò rồi, cỏ không được ngon hết nè. Ở đây ăn uống là mình bao, tại vì con bò tội nghiệp lắm, ở đây rất là thiếu ăn. Nó ăn gom mình phải dặm thêm nó chút thức ăn vậy đó. Đòn dài ha, con này đòn dài và dây, dòng móng, móng con nào cũng đẹp hết trơn ha. Móng sò hết hoàn toàn, đây mình lựa, đuôi bọng là mình bao hết. Đít. Ở dai hết, con nào cũng dai đâu nha. Con này về nay nó hết lai nè anh em, quen rồi nè, ăn giỏi lắm, mình móng đẹp cực kỳ luôn. Dặn nó lai ha, con này nó lai máu nhiều, mẹ kem nhưng mà tôi giao 3B á. Bởi dạng đít đẹp lắm, đít cấn muối luôn. Địa chỉ của mình là ấp Tư, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha mấy anh. Cạnh đuôi bự á chị, cạnh đuôi rất là bự, đang khai lông nữa nè. Ăn nhắc là con nào không thấy ăn cỏ là thấy thương luôn, mà cỏ không được ngon, cái cỏ gốc này nó già lắm, không được ngon. Con nào mới về
qua. Cái này cũng hết mo rồi, quen rồi. Con này quá đẹp, cái anh hôm qua ở đồng ở trên Đồng Tháp phải về kịp là chắc anh bắt con này quá. Xứng với bò hôm qua hai con. Mẫu vậy. Da đâu đít đôi cần cổ lần nữa gan à anh em ơi. Cổ quá đẹp mà mặt bự, lỗ mũi bự luôn. Tại đây nói chung là mình lựa lắm. Thà không có thì thôi, không đẹp thì không bắt ha. Đẹp là mình mới bắt. Đòn dài lắm, con bò này cái đòn dài. Mà nó đang gụng dần mà là lông nữa. Lông sắc lẻm luôn, con bò này dần lông đẹp. Chân thẳng gan luôn. Ở đây mà chân cong cong là không có bắt đâu. Lựa nữa. Dài đôi đít đôi cái dàn dai con bò này, trời ơi mà nó đặc lắm. Con bò này cái đít nó hết sức đít luôn. Quay cũng không có gành gì mấy, từ từ mới quen. Thì chỉ là ấp từ xã Thành Phú huyện Nhà Bè tỉnh Trà Vinh nha anh em. 23 triệu con bò này, giá 23 triệu nha. Bò này đẹp lắm, khỏi chê. Ăn uống bú khớp là mình bao hoàn toàn nha. Xin chào anh em, hẹn lại cái video sau nha. Ngày mai là có bò mới về, bữa nay là bắt không kịp rồi. Xin chào, hẹn gặp lại ngày mai.